Em Minh chào anh chị và các bạn, chào mừng mọi người đến với kênh của xe đạp giá xỉ. Mẫu mới nhất, hot hit nhất bây giờ đây này mọi người này, Smile mà tay ngang, rất là mới và rất là kết hợp của nó là cực kỳ là trẻ trung mọi người, đi thắng đĩa dầu luôn nha, đi thắng đĩa dầu luôn và chạy chạy hút S-Ram 11 lít, mà đĩa thì chỉ có một đĩa thôi, trục rỗng. Để chỉnh một chút xong rồi em quay cho mọi người xem. Cấu hình rất là hay luôn. Cấu hình này thắng dầu, thắng dầu, tay ngang, mà tay đề của nó là S-Ram luôn, 11. Tay đề S-Ram 11 luôn, cực kỳ cao. Trông thể thao này mọi người này, trông cực kỳ là thể thao. Cái thắng dầu này trông đẹp lắm. Nói về khung sườn đấy thì nó vẫn giống cái bản Smile của 2023 thôi, bản mới thôi, cũng thuộc carbon rồi. Cái này cái mẫu của nó mẫu mới, nó to đùng, cái chỗ này nó to này, sườn nó to, trông nó khỏe hơn. Và con này là đi T-boot nhá, T-boot thắng đĩa, đùm là đùm, nó là đùm rỗng luôn đấy. Cái này thắng dầu này mọi người này, thắng dầu này đẹp chưa, T-boot đùm rỗng thắng dầu. Em quay cho mọi người xem cái S-Ram của nó 11 này. Bộ đề S-Ram trông rất là đẹp và xịn sò luôn. Clip to đùng, clip to lắm, rất là mượt mà. Đĩa chỉ có một đĩa thôi. Nếu mà anh em nào hoặc là anh chị em nào mà không thích dùng nhiều đĩa đấy, mình chỉ dùng clip thôi là được rồi, thì mình mua cái mẫu này. Mẫu này nó rất là tiện đi lại, nó chỉ có một đĩa thôi. Tay đề bên trái là không cần luôn, tay đề bên này là không cần luôn, chỉ có dùng tay đề bên phải là tay đề lip thôi. Mẫu mới nhất vừa mới về, trời mưa quá em không có mang ra quay được, thì em vừa lắp lên mẫu mới thì em quay cho mọi người coi luôn, quay cho mọi người coi luôn. 11 lít nha mọi người nhé, đùm rỗng, đùm này cối nổ luôn. Và vỏ của nó thì vỏ Innova, vỏ này là vỏ 28 ấy mọi người, 700 x 28, con này đúng touring luôn này. Cái vỏ này gần gần giống con Fast Rap đấy mọi người, vỏ 28 gần giống con gian Fast Rap SL1. Niền của nó phải niền 4 phân đấy, trục rỗng nha mọi người nhé. Giò dĩa thì Prowell. Rồi em quay sơ sơ thế này, giá bán thì giá bán con này thì cũng ngang ngửa với lại con tay cong đĩa đấy mọi người, cũng ngang ngửa với con tay cong đĩa, bởi vì con tay cong thì nó xài piston dầu, còn con này xài thắng dầu luôn, thắng dầu luôn đấy mọi người. Mọi người có nhu cầu mua hàng mẫu này em vừa về, đủ màu đủ size thì liên hệ em Minh nhé, số điện thoại 0706198999. Rồi em cảm ơn mọi người.